Tôi tốt thiên hạnh vong thiên vẹt. Tôi sẽ nể thiên vẹt tốt. Tôi sẽ đọc thiên hạnh vong thiên vẹt. Hoàng tử nhỏ gật đầu suy tư, hiểu được nhu cầu bảo vệ của chiếc mũ trong khung cảnh rộng lớn của sa mạc. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc mũ và họ bắt đầu trò chuyện về những điều kỳ diệu của vũ trụ, chia sẻ những câu chuyện về những hành trình của họ và những bài học họ đã học được trên đường đi. Khi họ nói chuyện, những chiếc gai của chiếc mũ dường như trở nên mềm mại và một sự ấm áp toát ra từ bên trong, dường như như chiếc mũ đang dần tiết lộ bản chất thực sự của mình, loại bỏ những lớp phòng thủ để kết nối với hoàng tử nhỏ ở một cấp độ sâu hơn. Nhanh nhanh Google dịch nồi trên bếp nhanh nhanh nhưng nhưng tôi có thể nè trên bếp tôi không thể tôi không cần không cần học thêm được vì tôi không thể nghe tiếng Việt tôi học tiếng Việt. Nhưng tôi nghe tiếng Việt, tôi có thể nói phát âm của tiếng Việt rất tốt. Hoàng tử nói, hoàng tử nhỏ gật đầu suy nghĩ. Sư tử hiểu được chết mua cắn bảo vệ những bảo vệ trong căn căn quân căn rộng lớn của sa mạc cao nổi xuống bên căn sa mạc chia sẻ và của bắt đầu nói chuyện về những ký trước của vũ trụ chia sẻ nội chuẩn của chính nhóm của hành trình những hành trình và khúc luận của đại học dung dị
Ô, nội chuẩn, nội chuẩn. Những cái của những chiếc mũ bấm mẹ cho lối mềm mấy rồi nướng nướng chích mù đang tốt lỗ Chia sẻ cô cấp luận đề kết nối và quang từ nhau trên các lớp sao còn quá Hoàng tử nhỏ gật đầu suy tư, hiểu được nhu cầu bảo vệ của chiếc mũ trong khung cảnh rộng lớn của sa mạc. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc mũ và họ bắt đầu trò chuyện về những điều kỳ diệu của vũ trụ, chia sẻ những câu chuyện về những hành trình của họ và những bài học họ đã học được trên đường đi. Khi họ nói chuyện, những chiếc gai của chiếc mũ dường như trở nên mềm mại và một sự ấm áp phát ra từ bên trong, dường như như chiếc mũ đang dần tiết lộ bản chất thực sự của mình, loại bỏ những lớp phòng thủ để kết nối với hoàng tử nhỏ ở một cấp độ sâu hơn. một Hoàng tử nhỏ gật đầu suy tư, hiểu được nhu cầu bảo vệ của chiếc mũ trong khung cảnh rộng lớn của sa mạc. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc mũ và họ bắt đầu trò chuyện về những điều kỳ diệu của vũ trụ, chia sẻ những câu chuyện về những hành trình của họ và những bài học họ đã học được trên đường đi. Khi họ nói chuyện, những chiếc gai của chiếc mũ dường như trở nên mềm mại và một sự ấm áp phát ra từ bên trong, dường như như chiếc mũ đang dần tiết lộ bản chất thực sự của mình, loại bỏ những lớp phòng thủ để kết nối với hoàng tử nhỏ ở một cấp độ sâu hơn.